hai chuyến rồi nha mọi người. Đây là chuyến thứ hai. Không nổi mọi người ơi. Chở nhiều quá nha mọi người, vừa không lên nổi, chở bào trắng luôn nè, vừa phải đẩy nha mọi người. Vô lùm cây luôn nha mọi người, xe vô lùm cây luôn, bụi cây luôn nè, không lên nổi phải lùi lại nha. Giờ anh em phải đẩy cho mọi người. Đây. Phải đẩy mới lên nổi á.
tới sân rồi nha mọi người. Xe ủi cà phê ấy, mọi người ơi. Đây là chuyến thứ 3 nha mọi người. Đây là lùi đằng sau ấy, nhưng mà đây đây lùi nhanh lắm. Chuyến đây nữa là hết nha mọi người. Thôi sao thấy nhiều quá vậy, chắc không hết đâu mọi người. Chuẩn bị qua cả nha mọi người.